Có bao giờ bạn tưởng tượng đến việc rời đi của một cầu thủ sẽ làm ảnh hưởng không chỉ đến đội bóng mà là hủy diệt cả một giải đấu chưa? Cầu thủ rời đi nằm ở đội bóng Paris Saint-Germain, nhưng không phải ngôi sao có sức ảnh hưởng lớn nhất Brazil hiện tại là Neymar, cũng không phải chủ nhân của bóng vàng 2023 Lionel Messi, mà lại chính là sự ra đi của Kylian Mbappe, cầu thủ siêu sao người Pháp, người đã chính thức nói lời chia tay Paris Saint-Germain vào mùa hè này. 200 triệu euro chính là số tiền mà Paris Saint-Germain có thể tiết kiệm từ việc siêu sao Mbappe rời đi. Nó bao gồm chi phí trả lương cầu thủ 60 triệu một năm, 80 triệu điều khoản thưởng kích hoạt làm trung thành và 60 triệu bao gồm khoản thưởng khác. Thoạt nghe xong những con số này thì chúng ta nghĩ rằng đây là cái kết đẹp cho cả hai khi Mbappe có thể đến nơi giúp anh đạt được mục đích cá nhân, còn câu lạc bộ Paris Saint-Germain sẽ thêm quỹ chuyển nhượng để mua thêm cầu thủ khác, nâng cấp đội hình và hướng tới chiếc cúp đầu tiên Champions League. Chiếc cúp không chỉ là ao ước của mỗi câu lạc bộ mà còn cả nước Pháp chờ đợi bấy lâu nay. Thế nhưng đây chỉ là bề nổi trên tảng băng chìm, vì việc rời đi của ngôi sao số 1 nước Pháp không chỉ đem lại tổn hại về mặt hình ảnh, kinh tế cho mỗi câu lạc bộ mà thậm chí còn có thể hủy diệt cả giải đấu. Làm sao một cầu thủ mà có thể hủy diệt cả giải đấu? Thì đó là khi mà bạn chưa biết những hệ lụy mà Mbappe đã mang lại sau khi rời Paris Saint-Germain. Trong đời sống chính trị, Mbappe là một nhân vật nổi bật. Vào tháng 3, cầu thủ 25 tuổi từng là khách mời trong bữa tối do Macron tổ chức tại Điện Élysée của Paris, nhân chuyến thăm của tiểu vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Qatar là chủ sở hữu trên thực tế của Paris Saint-Germain. Đội đang nằm dưới sự kiểm soát của quỹ Qatar Sport Investment do tiểu vương thành lập năm 2005. Thế nhưng việc Mbappe ăn tối cùng vợ chồng Tổng thống Pháp, tiểu vương cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và một số nhân vật quan trọng khác gồm cả tỷ phú Bernard Arnault, người giàu nhất nước Pháp, lại cho thấy sức ảnh hưởng đặc biệt của cầu thủ này. Việc cả Tổng thống Macron và quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani cùng chào đón Mbappe trong khoảnh khắc cho thấy cầu thủ 26 tuổi này đã trở thành hình ảnh có ý nghĩa như thế nào đối với hai quốc gia Pháp và Qatar. Đó cũng là dấu hiệu cho thấy sức mạnh mềm của Mbappe ở trong và ngoài nước. Đối với Macron, từ lâu đã nhận ra thể thao có thể trở thành công cụ đoàn kết ở một đất nước bị lu mờ bởi các cuộc biểu tình phản đối cải cách lương hưu. Và trong cuốn sách của cách mạng, Mbappe đã từng khẳng định mối quan hệ giữa Macron và Mbappe là điển hình của việc bóng đá hóa chính trị ở Pháp. Mbappe có khả năng làm tăng sự chú ý xung quanh hội nghị thượng đỉnh Pháp và Qatar và tăng sự cuốn hút năng động cho bữa tối trang trọng cấp nhà nước. Và khi đó cậu ấy là người đặt dấu ấn cho mối quan hệ giữa hai nước, Guerga nói. Việc Qatar mua Paris Saint-Germain với 76 triệu đô năm 2012 không chỉ là một dự án đầu tư mà còn là cơ hội để phát triển hình ảnh quốc tế, cơ hội chính trị và địa chính trị. Bằng cách mua Paris Saint-Germain và cứu bóng đá Pháp thông qua đài truyền hình beIN Sport, Qatar đã trở nên gần gũi hơn với Pháp, một cường quốc châu Âu có ngành công nghiệp quốc phòng và một ghế trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Khoản đầu tư như vậy rất hữu ích trong bối cảnh địa chính trị phức tạp của Qatar ở Trung Đông và tăng cường mối liên kết giữa hai quốc gia gần gũi về mặt lịch sử, Guerin nói thêm. Và mối quan tâm cuối cùng, vị trí này mang lại những cơ hội kinh tế quan trọng ở Qatar. Mối quan hệ giữa các cá nhân đạt được thông qua kết nối tại sân vận động cho phép Qatar đầu tư nhiều hơn vào Paris và củng cố vị thế của mình. Khác với nước láng giềng Ả Rập là bỏ tiền để đầu tư mua siêu sao về làm tăng sức hấp dẫn giải đấu, thì Qatar lại chọn cách đầu tư vào đội bóng thuộc quốc gia Pháp là Paris Saint-Germain. Thế nên việc Mbappe rời đi đã ảnh hưởng nghiêm trọng không chỉ đội bóng mà còn lên cả mối quan hệ của cả hai nước là Pháp và Qatar. Từ bấy lâu nay chúng ta luôn gọi vui Paris Saint-Germain là đội bóng một người hay Mbappe SG cũng đã đủ hiểu tầm quan trọng của siêu sao Mbappe đối với đội bóng. Trải qua 7 năm thi đấu cùng với 256 bàn thắng sau 308 trận ra sân và giành được rất nhiều danh hiệu cá nhân cũng như 6 lần liên tiếp đoạt danh hiệu vua pháo lưới của Ligue 1, 6 lần liên tiếp nhận giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất năm của Ligue 1. Mbappe đã được xem như là một biểu tượng và huyền thoại của đội bóng. Sau sự ra đi của Neymar và Messi thì Mbappe vẫn ở lại là đầu tàu để thực hiện hóa tham vọng đưa đội bóng một lần bước lên đỉnh cao nhất của Champions League. Thế nhưng rồi lại một lần nữa, anh và đồng đội lỡ hẹn. Dẫu cho huấn luyện viên Luis Enrique đã đến với tham vọng về một cuộc cách mạng lớn, như theo The Athletic khẳng định đội bóng thủ đô Paris sẽ tập trung vào việc phát triển cầu thủ trẻ, đồng thời hướng tới lối chơi tập thể, không phụ thuộc vào bất kỳ một cá nhân nào. Thế nhưng giờ đây sau sự ra đi của Messi, Neymar và Mbappe thì nhiều người tự hỏi đối với Paris Saint-Germain thì hiện tại ai sẽ là gương mặt thương hiệu của đội bóng. Và khi đi tìm một ngôi sao thực thụ để in trên poster câu lạc bộ vào mùa giải năm sau thì đó lại là câu hỏi chưa tìm ra được đáp án sau cùng. Achraf Hakimi, Dembele hay Donnarumma
tất cả chỉ dừng lại mặt cầu thủ tài năng và không có ai đủ đẳng cấp ngôi sao và giá trị hình ảnh để có thể đứng ra làm gương mặt thương hiệu cho cả đội bóng. Đây cũng là điều sai lầm của câu lạc bộ khi họ đã có đủ thời gian để tìm kiếm và xây dựng hình ảnh về một ngôi sao kế cận. Nhưng chính việc quá phụ thuộc vào siêu sao Kylian Mbappe với hy vọng về cuộc quay xe tái ký hợp đồng gia hạn đã đẩy câu lạc bộ vào thế khó trong việc tìm ra gương mặt thương hiệu tiếp theo của đội bóng. Nhìn mặt tích cực thì sự ra đi của Mbappe sẽ khiến giải đấu được cân bằng hơn. Paris Saint-Germain không còn là một đội bóng quá thống trị như chục năm gần đây và sức cạnh tranh của giải đấu sẽ được tăng trở lại. Thế nhưng nếu nhìn bản đồ thế giới bóng đá thì giờ đây khi đội bóng Paris Saint-Germain không có một ngôi sao đẳng cấp thế giới thì sẽ là rất khó để đội bóng tiến xa ở Champions League, chứ chưa nói đến khả năng vô địch. Ngoài ra, việc các đội bóng của Pháp không thể bước lên ngôi vương tại Champions League đã làm ảnh hưởng cả giải đấu khi liên tục xếp thứ 5 trong danh sách giải đấu hàng đầu châu Âu, và thậm chí trong mắt ngôi sao Cristiano Ronaldo đã từng nói thì Ligue 1 hiện tại còn thua cả giải Ả Rập. Theo bảng xếp hạng các câu lạc bộ UEFA trong 5 mùa giải gần nhất thì giải vô địch bóng đá Pháp hiện đang xếp thứ 5 và thua xa hạng 4 là giải bóng đá Đức với hơn 18.000 điểm với 83.196 điểm so với 64.998 điểm, nhưng lại chỉ hơn giải vô địch bóng đá Hà Lan đang xếp thứ 6 khoảng gần 3.000 điểm. Và trong tương lai thì nếu không cải thiện chất lượng giải đấu và tiến xa tại đấu trường Champions League thì 4 suất dự vòng bảng Champions League bao gồm 3 suất vòng bảng và 1 suất vòng loại của bóng đá Pháp sẽ bị Hà Lan phía sau đe dọa một cách nghiêm trọng. Chủ tịch La Liga Javier Tebas đã từng chia sẻ trên lều web: có quá ít người hâm mộ đại chúng biết đến những trận cầu giàu tính lịch sử của bóng đá Pháp. Đó là bài toán mà Ligue 1 cần tìm lời giải. Không còn Mbappe chỉ là hệ quả khi bất cứ ngôi sao nào cũng có thể đến và đi. La Liga đã từng chứng kiến Cristiano Ronaldo và Leo Messi chơi bóng, nhưng giờ họ không còn ở đây và chúng tôi vẫn phải phát triển. Chỉ còn 2 tháng nữa là mùa giải Ligue 1 2024-2025 sẽ bắt đầu, thế nhưng theo AS đến nay vẫn chưa có nhà mạng nào đưa ra đề nghị phát sóng giải đấu Pháp. Theo Le Parisien, tình hình hiện tại đang ở mức gần như thảm họa. Ligue de Football Professionnel, cơ quan quản lý điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp lớn ở Pháp, thậm chí đang xem xét khả năng tạo ra một kênh Ligue 1 và giảm chi phí bằng cách đưa các nhà cung cấp dịch vụ Internet vào cuộc. Đối với Vincent Labrune và LFP, tình thế hiện tại trở nên rất khó khăn. Dù vậy, vẫn có một kế hoạch B để tìm kiếm sự thỏa hiệp. Đó là việc tạo ra một kênh truyền hình 100% Ligue 1 như đã được tiết lộ bởi L'Equipe và Le Parisien. Kênh này sẽ được cung cấp cho tất cả các nhà mạng như là Bujia, Orange, FFA, nhưng chắc chắn sẽ ít sinh lợi hơn cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp. Theo cựu chủ tịch OM Christopher Bouquet, người đã trả lời phỏng vấn với IMC, ý tưởng này được nghiên cứu trong nhiều tháng. Tuy nhiên, nó gặp một vấn đề, Ligue 1 không còn giá trị nữa. Bạn có thể luôn tạo ra kênh của mình nhưng bạn sẽ bán nó cho ai? Ngày nay vấn đề thực sự là có bao nhiêu người ở Pháp sẽ đăng ký một kênh Ligue 1? Mọi thứ đã thay đổi, bóng đá không còn là duy nhất, cho đến năm 2015, bóng đá là vua. Ngày nay các gia đình có rất nhiều lựa chọn giải trí, bóng đá không còn là duy nhất nữa. Một số tin đồn thậm chí cho rằng vài tháng trước, đích thân Tổng thống Macron đã yêu cầu quốc vương Qatar cứu bóng đá Pháp bằng cách đưa ra một đề nghị lớn thông qua kênh thể thao beIN Sports của ông. Tuy nhiên, những báo cáo đó cho rằng quốc vương đã từ chối tham gia đấu thầu cho một Ligue 1 đã mất giá trị nhiều sau khi Mbappe ra đi. Nhìn lại một thập niên qua, giải Ligue 1 liên tục thu hút được những tên tuổi lớn như Zlatan Ibrahimovic, Mbappe, Lionel Messi, Sergio Ramos, Angel Di Maria, Edinson Cavani, Neymar. Nhưng ở mùa 2024-2025, sân chơi này đứng trước nguy cơ lớn, không còn ngôi sao xuất sắc nào thi đấu. Các đài truyền hình trong nước và quốc tế tại Pháp tỏ ra ít nhiệt tình hơn với giải đấu và hướng tới các giải mới nổi như MLS và Saudi Pro League với mức độ quan tâm cao hơn. Điều này cũng sẽ tác động rất lớn với Paris Saint-Germain và toàn Ligue 1 ở khía cạnh thu hút cầu thủ mới và doanh thu. Chính vì điều này đã khiến Vincent Labrune, chủ tịch giải vô địch quốc gia Pháp, chỉ còn yêu cầu từ 700 triệu euro cho bản quyền cả giải đấu từ vài tháng trước. Tuy nhiên, khi kênh truyền hình của Qatar không thể tự mình đảm bảo cam kết tài chính này và Canal Plus đang ở vị thế mạnh, tổng số tiền này giảm xuống dưới mức 500 triệu euro, rất xa so với con số 1 tỷ euro được đặt ra vào mùa hè năm ngoái bởi chủ tịch của LFP. Việc rời đi của ngôi sao duy nhất còn sót lại là Mbappe ngay trước khi thương thảo bản quyền truyền hình giai đoạn 2024-2029 rõ ràng là một đòn đau dành cho giải đấu và khiến liên đoàn nước này rơi vào thế yếu khi thương thảo với các đối tác. Mọi thứ trở nên phức tạp và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường chuyển nhượng của Pháp. Jean-Marc Michelet, chủ tịch cơ quan giám sát tài chính Ligue 1, đã gửi thư khuyến khích các câu lạc bộ cần thận trọng khi lên ngân sách mua sắm trong hè năm nay. Ảnh hưởng đến chính trị, đội bóng, thương hiệu và cả kinh tế cả một giải đấu. Thế mới thấy tầm ảnh hưởng của Mbappe là kinh khủng tới mức nào, và nếu không nhanh chóng có thể tìm giải pháp phù hợp thì chính sự ra đi của siêu sao người Pháp này sẽ là nguyên nhân chính mang đến những hệ lụy nghiêm trọng và hủy diệt cả giải đấu của nước Pháp.